Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Xin giới thiệu với các bạn là một cái bộ bánh 400-10 có thông số là 400-10. Bánh này thì để làm xe 4 bánh chạy chơi rất là đẹp, giá thành nó cũng vừa phải. Bộ này thì có những thông số về đường kính như sau. Đường kính là 46 cm, chiều dày của nó là 10 cm. Đấy, đây là đường kính này, đường kính của nó là đây đấy, đường kính 45 cm, chiều dày thân lốp là 10 cm. Đấy, chiều dày thân lốp này 10 cm. Cái mẫu bánh này thì có tim 4 con ốc này, đo chéo là 10, đo cạnh nhau là 7. Còn lỗ tâm này là lỗ tâm 63. Đấy. Đấy, thì các bạn có nhu cầu đặt hàng hoặc là mua để làm cái gì thì các bạn lưu ý thêm một cái kích thước nữa, kích thước lòng trong. Đây. Kích thước lòng trong của nó là 22 cm. Đấy, vậy là cho nên là tất cả những cái loại phanh tăng bua mà đường kính 220 ấy là không thể nắp vừa được. Đấy, chỉ có loại phanh má 200 thì mới nắp vừa. Những cái cầu các đăng bình thường, cầu phanh đĩa bình thường là đều lắp được. Chỉ có những dòng cầu siêu to ấy thì không nắp vừa. Thì tất nhiên những dòng cầu to ấy nó cũng không nắp cái loại bánh này vì nó tải lớn. Đấy. Thì đấy là một số các cái kích thước các bạn lưu ý. Đấy, vành này là vành nhôm đúc nốt không xăm, tải trọng trên một bánh của nó đây, tải trọng trên một bánh này 307 kg. Đấy, nốt này là nốt 8 bố 307 là tải trọng tối đa các bạn nhé, trên 1 kg. Có nghĩa là các bạn làm một cái xe 4 bánh thì có thể chạy tối đa là hơn 1 tấn. Đấy, hơn 1 tấn chia đều cho 4 bánh. Đấy, thì làm xe điện 4 bánh hay xe máy xăng 4 bánh, xe chơi thì lắp cặp bánh này là vừa. Ngoài ra thì bên em cũng có những dòng mẫu 135-10. Thì mẫu đấy có đường kính là 48, bản rộng là 12. Tải trọng cao hơn và giá thì nó chỉ chênh nhau có 10-20 nghìn thôi. Thì tùy khách hàng nào lấy loại nào thì có thể xem thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem những cái video khác thì có thể vào danh sách phát tìm thêm đề mục, như thế nó sẽ dễ tìm kiếm video hơn.